Thì vậy là hôm nay là một ngày đại kiết tường, tại vì hôm nay là một ngày trăng rằm, thì tất cả những cái công phu của chúng ta được cái sự gia trì của chư Phật, nên tại vì ngày rằm là ngày của chư Phật và chư Bồ Tát. Hồi sáng thì mình có phần công phu trọn vẹn, bây giờ mình chỉ có phần một cái phần ngắn thôi, tức là chúng ta sẽ lật vào trang 86 thôi. Việt Nam English 57 56 for English. Tiếng Việt Nam là thầy nói hôm nay mình chỉ làm chiều nay thì mình sẽ làm phần ngắn gọn thôi. Thầy nhắc lại, trước tiên chúng ta thực tập hô hoa thì chúng ta phải có một cái động cơ tác ý đúng đắn. Động cơ tác ý đúng đắn chính là đầu tiên là cái lòng sùng mộ, sùng kính đối với chư Phật, chư Phật, chư Pháp, chư Tăng. Thứ hai là có cái lòng từ bi rộng lớn đối với tất cả chúng sanh. Thứ ba là có một cái tri kiến thanh tịnh, nhìn mọi vật đều là thuần tịnh, nhìn mọi chúng sanh là anh em bà con bằng hữu chúng ta. Bắt khởi đầu từ một cái động cơ tác ý đúng đắn này mà chúng ta phát tâm để thực tập pháp môn Phổ Hòa. Winds and drops, and in the Madala, the essence,
nature and compassion activity, I take refuge until attaining the heart of enlightenment. Nương nơi ba viên ngọc quý, ba cội nguồn giá trị, và nương nơi tâm Bồ Đề là bản tánh với những luồng tinh mạch, tinh khí cùng những giọt tinh chất, và nương vào là đà la của tinh túy chân tánh cùng các công hạnh bí mật. Con xin quy cho đến khi đạt được giác ngộ. Giữa thân con là đường kinh mạch trung ương, có đường kính của một mũi tên bằng tre,
như là một chiếc ống bằng ánh sáng rỗng rang và trong suốt. Lỗ trên của chiếc ống mở ra nơi đỉnh đầu con, và lỗ dưới của chiếc ống đóng kín lại tại rốn. Dưới chiếc ống ngang với tầng tim có một nấc đóng kín, và trên nấc là một quả cầu chân khí màu xanh diệp, và chính giữa đó tâm thức của con hiện ra thành chủng tử Sri màu đỏ. Cách đỉnh đầu con khoảng một cánh tay là Đức Phật A Di Đà hiện ra trong sắc thân thật rõ ràng với tất cả những tướng hảo chính và phụ. The actual practice of training and transference. World honored one thus come for destroyer, perfectly complete Buddha. Lord Amitabha, I pray homage, make offerings, and take refuge in you. Đấng Thế Tôn Như Lai, đấng điều ngược trường phu, đấng toàn giác. Hỡi Đức A Di Đà, con xin kính lễ, cúng dường và nương tựa. Yeah.